Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Kylian Mbappe phiên bản 23 UCL. Tương tự những phiên bản khác, Mbappe chỉ sở hữu 2 chân 4 năm, chứ chưa được 5 năm như phiên bản Hattori xịn sò của chính anh. Do đó những cú dứt điểm bằng chân không thuận sẽ không có được sự ổn định cao như phiên bản Hattori. Dù vậy, ở trong vòng cấm, Mbappe dứt điểm bằng chân trái vẫn khá tốt, nhiều góc không đơn giản anh vẫn có thể lập công được. Sự thiếu ổn định của chân không thuận sẽ thể hiện rõ hơn khi dứt điểm ở ngoài vòng cấm. Nhìn chung Mbappe phiên bản này xuất xa không hẳn quá tốt, nên ở cự ly ngoài vòng cấm anh em nên ưu tiên dứt điểm bằng chân thuận hơn. Về không chiến không có gì thay đổi, đó không phải điểm mạnh của Mbappe. Nhìn chung với phiên bản này, Mbappe sẽ thích hợp chơi ở cánh hơn. Tốc độ vẫn luôn là điểm mạnh nhất của cầu thủ người Pháp. Sẽ sai lầm nếu đối thủ đưa cho Mbappe có quá nhiều không gian trước mặt để cho cầu thủ người Pháp bứt tốc. Nhiều khả năng cầu thủ đối phương sẽ chỉ nhìn thấy số áo của Mbappe mà thôi. Đó là chưa kể khả năng cầm bóng rê giác khá tốt của tiền đạo người Pháp. Khi có nhiều không gian, việc đi bóng qua người rồi mở góc dứt điểm là chuyện không quá khó đối với Mbappe. Về khoảng tranh chấp, Mbappe phiên bản này tương tự như Hattori được tăng thêm 2 cân lên 75 kg. Phần nào đó giúp cho Mbappe lì đòn hơn nhưng cũng cần hạn chế tranh chấp ngang vai. Bù lại tiền đạo người Pháp sẽ chắn bóng rất chắc chắn, nếu ở phía sau sẽ không dễ để cướp bóng trong chân của tiền đạo Bizzi. Một trong những điểm nâng cấp khá rõ của Mbappe phiên bản này nằm ở khả năng chuyền bóng. Những đường chuyền băng bật đập nhã của cầu thủ Monaco đã ổn định hơn khá nhiều, giúp anh phối hợp với đồng đội mượt mà hơn. Những đường chuyền quyết định mở ra cơ hội ăn bàn cho đồng đội cũng có tính sát thương lớn hơn so với đại đa số phiên bản trước đó của chính anh. Tổng kết lại, ngoài trừ 24 Toti, Mbappe phiên bản 23 UCL không có nhiều sự đột phá so với các phiên bản tiền nhiệm. Điểm trội hơn một chút ở phiên bản này sẽ là khả năng tì đè và chuyền chọt tốt hơn. Tuy nhiên anh em có thể kỳ vọng việc Mbappe được tăng thêm chỉ số nếu biến di tiến sâu ở C1, khi đó giá trị sử dụng sẽ còn được tăng cao hơn nữa. Vị trí tốt nhất cho Mbappe mùa giải này sẽ nằm ở hai biên, còn nếu đá ở tiền đạo giữa, anh em nên xếp anh đá cặp với tiền đạo to khỏe hơn để bù trừ, hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Và đó là bài review của mình về Kylian Mbappe phiên bản 23 UCL. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này, và nếu thấy hay hãy cho một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.